0625 cùng địa chỉ email là biên tập@989.vn. Chính là hai kênh thông tin mà quý vị có thể kết nối đưa ra những câu hỏi cho bác sĩ khách mời là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải. Ngay bây giờ đầu tiên thì anh Thư sẽ mang đến một câu hỏi ở địa chỉ email đã gửi đến từ khá sớm. Bạn ấy hỏi như sau thưa bác sĩ. Chào bác sĩ, năm nay cháu 27 tuổi là nam giới, cháu bị vẩy nến quy đầu, chữa mãi không khỏi. Hiện tại bạn gái cháu đang giục cưới mà cháu tự ti nên không là biết nói với cô ấy thế nào cho hợp lý. Cháu sợ sau này sẽ ảnh hưởng đến chuyện vợ chồng của cháu ạ. Cho cháu hỏi là trường hợp của cháu thì nên điều trị ra sao? Bác sĩ có thể tư vấn giúp cháu được không? Để cháu có thể nhanh cưới. Xin cảm ơn câu hỏi rất là dễ thương của bạn và xin nhờ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải giải đáp. Cảm ơn bạn đã có hỏi chương trình. Đối với tình trạng vẩy nến, bạn biết rằng là vẩy nến là xen kẽ với những đợt bùng phát nặng ở trên tổn thương ở trên da thì có thể là có thể cái tình trạng có thể giảm đi, nhưng mà sau đó nếu không điều trị thì khoảng cách giữa cái lần tái phát, hai lần tái phát nó sẽ nặng hơn. Như vậy tôi nghĩ rằng là cái việc mà để giúp cho bạn điều trị có phải vẩy nến hay không thì cái điều đầu tiên bạn cần đi khám bác sĩ da liễu để bác sĩ kiểm tra xem, khám chẩn đoán xem đúng là vẩy nến hay không và cho thuốc điều trị. Đúng. Tuy nhiên là tôi biết là đối với thuốc điều trị của vẩy nến chúng ta cũng phải điều trị có một thời gian, ví dụ như là 1 tháng, và sau đó chúng ta có thể phải nghỉ giữa những cái đợt đó. Và nếu anh các chị có thể là phối hợp với các thuốc từ thảo dược mà không có tác dụng phụ thì nó hỗ trợ rất là tốt đối với y học cổ truyền. Thì đối với cái quan điểm điều trị đối với bệnh lý ngoài da, bao giờ người ta sử dụng phương pháp là trong uống ngoài bôi. Người ta có thể sử dụng những cái thành phần, ví dụ như là một trong những sản phẩm mà tôi biết ở trên thị trường, ví dụ như sử dụng kim miễn khang chẳng hạn, vì những thành phần của kim miễn khang gồm có cao nhàu này, cao sói rừng này, rồi thổ phục linh, rồi hoàng bá, rồi bạch thược, rồi nhũ hương. Với cái cơ chế là bệnh tự miễn cho nên là do cái sự đáp ứng miễn dịch quá mức của cơ thể chúng ta chống lại các cái những cái chất và bình thường trong cơ thể chúng ta, do nó cái khác là khi sử dụng các cái thành phần trong kim miễn khang ấy thì nó có tác dụng rất là tốt, ví dụ như sói rừng tiêu viêm rồi giải độc và có thể nhanh lành các cái tổn thương, rồi những cái thành phần như là thổ phục linh rồi cao bạch thược, rồi nó có tác dụng giải độc và làm thông khiếu tiêu viêm và nâng cao cái khả năng miễn dịch của cơ thể. Do vậy mà khi sử dụng bừng uống trong nó hỗ trợ rất là tốt. Bên cạnh đó thì cái việc tắm ở bên ngoài tôi nghĩ rằng bạn cũng tránh là nước nóng, tránh sử dụng các cái xà phòng hoặc bằng cái hóa chất quá mạnh và làm tổn thương ở trên da, hoặc là tránh mà chúng ta sử dụng cái đá kỳ hoặc là những khăn mà chúng ta tắm quá nặng quá mạnh. Là chúng ta sau khi mà tắm bằng nước ấm vừa thì chúng ta có thể bôi bằng cái kem để giữ ẩm, ví dụ như sử dụng kem bôi bên ngoài như X-Plus với thành phần chitosan rồi phá cú chỉ rồi ba trạc, nó có tác dụng mà ức chế cái sự chết của tế bào và có tác dụng giữ ẩm. Tôi nghĩ rằng là vừa uống và vừa bôi bên ngoài thì cái hiệu quả điều trị sẽ cao hơn và sẽ tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hồng Hải. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với đường dây nóng 1900 6255 vì đang có chị vị thính giả đợi máy rồi ạ. Alo, lời thì thầm, xin nghe. Alo ạ. Vâng ạ. Vâng, xin chào thính giả. Dạ. Chào bạn. Vâng, xin hỏi là thính giả đang kết nối từ đâu và bạn tên là gì ạ? Dạ, thính giả là Khánh Nguyên ạ. Vâng. Tên là Mận ạ. Vâng, mời bạn trao đổi đi. Vâng, xin mời Mận nói chuyện với bác sĩ. Vâng ạ. Dạ. Cháu năm nay cũng 30 tuổi rồi, nhưng mà từ khi mà cháu mổ thì trẻ thì bác sĩ cháu thứ hai ấy, đến 4 tháng là cháu bị lại, nhưng mà từ lúc để bị lại đến giờ tháng nào cháu cũng bị trong trên 20 ngày ạ. Bây giờ cháu đẻ được 27 tháng rồi, cháu bị trong 24 tháng. Vâng. Nhà bạn có đặt vòng không bạn? Dạ không ạ, tại vì cháu bị nang nên là có nang nabot thì bác sĩ khuyên là không nên đặt vòng. Vâng, bạn chưa đặt vòng. Bạn có bị viêm nhiễm phụ khoa gì ngoài cái bệnh khác không bạn? Trước thì cháu cũng về dưới bệnh viện phụ sản đến Hà Nội khám, có trước thì không bị, nhưng mà khi mà cháu bị rong lâu ngày ấy, nên là cháu khám thì nó bị nấm, nên cháu cũng điều trị ở đấy một đợt. Còn rong thì cứ cháu cũng về dưới phòng khám 56 ở phụ sản ấy, cháu hút là 2 lần ở đấy, hút và cả bác sĩ cũng lấy tế bào xét nghiệm em có bị ung thư không, với cả kiểm tra cái eosin. Nhưng mà cái kết quả thì không có vấn đề gì, nhưng mà tháng nào cháu cũng bị rong.
Chào bạn, à, với thông tin của bạn tôi muốn trao đổi với bạn một chút. Nó cũng hay ra cái màng màng. Tôi mới trao đổi bạn chút là bạn hai em bé rồi, tóm lại là bạn hai em bé rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Và sau khi sinh em bé xong thì hơn 2 năm thì bạn có tình trạng rong kinh đúng không ạ? Dạ không, có nghĩa là khi mà được 4 tháng là mổ đẻ xong là cháu thấy lại là từ lúc đấy đến giờ là tháng nào cũng rong ạ. À, vâng, từ bạn là dẫn rong kinh. Tôi muốn hỏi một thông tin một chút là bạn có bị ví dụ như là u xơ tử cung gì không? Có đi khám bao giờ không? Cháu đi khám rồi ạ, cháu đi khám cả nội tiết và phụ sản Hà Nội này. Và cả trên những phòng khám khác cũng đều là họ chỉ bảo là bị viêm nhẹ và có nang na bốt thôi ạ. Dạ vâng. À, tôi nghĩ rằng là bạn tế bào thì không bị ung thư hay gì. Thế thì hai vợ chồng mà sử dụng các biện pháp kế hoạch thì bạn sử dụng phương pháp gì bạn nhỉ? Cháu sẽ sử dụng bao ạ. À vâng, sử dụng bao cao su đúng không ạ? Bao cao su. Thế thứ nhất là bạn có vấn đề là có viêm nhiễm nhẹ nhưng có nấm. Tôi chưa biết là cái tình trạng bạn đã điều trị được dứt điểm chưa, bởi vì nếu là điều trị nấm ấy thì thường là điều trị nấm bao giờ cũng dai dẳng hơn là những cái tình trạng khác. Bởi vì cái bạn có thể là sau khi bạn đặt thuốc tình trạng nấm đã còn, nhưng nếu ở những cái quần lót trước ấy bạn không luộc thì các cái bào tử nấm vẫn còn, rất dễ bị lây nhiễm mà nó cứ lằng nhằng rất là lâu. Nên tôi nghĩ là cái việc khám lại xem là bạn có bị viêm nhiễm phụ khoa hay không, còn cái bị tình trạng có bị đã hết chưa. Đấy là cái việc thứ nhất là phải khám lại như vậy. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng rong kinh của bạn. Nếu mà rong kinh ở cái tuổi 30 tuổi mà bạn đã rong kinh, mà chắc là khi mà cái tình trạng rong kinh nhiều, bác sĩ phải tức là làm hút điều hòa để cầm máu, đúng không bạn? Vâng, ở phụ sản phòng khám 56 là bác sĩ hút và lấy xét nghiệm enzym ạ. Vâng, nhưng tình trạng của bạn hoàn toàn bình thường, chưa có vấn đề gì cả. Tôi nghĩ là để mà khám ra cái tình trạng của bạn rong kinh này có thể yếu tố do nội tiết hay không, ví dụ như có cường estrogen hay không, hoặc là ví dụ như là các cái siêu âm mà kiểm tra kỹ xem là tình trạng như là có cái u ở dưới niêm mạc không. Khi mà có tình trạng cái u ở dưới niêm mạc thì bao giờ cái tình trạng rong kinh sẽ kéo nhiều, mặc dù cái nhân sơ đó không hề to như những tình trạng một số người u xơ tử cung nhân sơ rất là to nhưng mà chưa chắc người ta đã rong kinh như của bạn. Nhưng là mà một số những tình trạng như u xơ dưới niêm mạc mà u xơ rất là nhỏ, như cái nhân sơ rất nhỏ thôi lại tình trạng rong kinh. Hoặc là ví dụ như là cường estrogen chẳng hạn, một số cái tình trạng rối loạn nội tiết tố cũng có thể gây tình trạng đó. Sau khi bạn sinh em bé, tôi nghĩ rằng bạn cần phải quay lại để khám lại xem nguyên nhân đó là gì, xác định được đúng nguyên nhân thì bạn mới có thể điều trị dứt điểm được bạn nhé. Vâng ạ, tại cháu cũng về bệnh viện nội tiết Hà Nội khám 2 lần ạ. Khám 2 lần thì họ bảo là cái nội tiết của cháu estrogen đấy thì nó hơi thấp một chút nhưng không ảnh hưởng gì đến rong kinh. Và cái phòng khám 56 thì cháu cũng khám xét nghiệm nên cái tế bào đấy thì cũng không bị u hay gì. Còn cháu điều trị 2 đợt của bệnh viện đa khoa của tuyến huyện ấy thì họ cũng tiêm cầm máu và tiêm cái nội tiết và truyền cho cháu nữa để đẩy hết ra, nhưng mà bao giờ cũng ví dụ cháu đến tầm đến 15-16 ngày nó lại ra cái màng màng như là trong trong, mà có tháng nó ra có cái màng trong đấy nó lẫn cái máu đỏ tươi, có tháng thì lúc 15-16 ngày thì nó lại ra cái màng nhưng mà ở trong nó có màu tím tím. Tôi hiểu tình trạng của bạn rồi, nhưng bác mà bác sĩ ở trên bệnh viện mà cháu mổ đẻ ấy, thì bác sĩ siêu âm lại thì bảo của cháu là bị khâu dính cái niêm mạc của cái màng dạ con lên cái màng bụng, có nghĩa là cái dạ con của cháu bị khâu treo lên thì cái dạ con nó hơi chúc xuống mà nó cái đến tháng của mình nó sẽ không thoát ra hết mà nó ra dò dỉ dần ấy. Tôi nghĩ rằng mà là phần cái dò dỉ đấy nó kéo dài mà cứ mỗi hôm một ít, nhưng mà lại đến 15-16 ngày của cháu nó lại ra cái màng như là cái màng rau thôi. Tôi nghĩ vấn đề như của bạn ấy, bạn đã trao đổi hết chưa nhỉ? Dạ vâng ạ. Tôi nghĩ vấn đề như của bạn là vấn đề không thể đơn giản điều trị ở những phòng khám tư nhân, không thể đơn giản là điều trị ở những cái bệnh viện đa khoa ở tuyến huyện của bạn được. Tôi nghĩ rằng để xem là liệu có phải những cái do mà những cái sai sót trong cái quá trình phẫu thuật hay không, hay là vấn đề tình trạng cụ thể nguyên nhân nó là gì, bạn phải lên những tuyến cao hơn, ví dụ bên như bệnh viện phụ sản trung ương,
để bác sĩ ở đó kiểm tra lại và bạn chỉ khám một nơi đó thôi. Và bác sĩ sau khi kiểm tra lần thứ nhất, nhiều khi người ta cũng chưa thể chẩn đoán ra, bạn phải quay lại đó lần thứ hai chỉ khám ở một nơi thôi thì bạn mới có thể tìm ra được nguyên nhân. Và khi tìm ra được nguyên nhân, mình có thể giải quyết nguyên nhân đó được. Còn khi chưa tìm được nguyên nhân thì bạn sẽ rất là lo lắng bạn nhé. Tại vì cháu cũng bác sĩ ạ, cháu cũng về phòng khám ở phòng phụ sản trung ương lần thứ nhất là cháu phòng ở phòng khám thường ấy, thì là bác sĩ cũng cho xem cháu xét nghiệm máu này, siêu âm và siêu âm đầu dò để xem siêu âm như lại lấy máu để xét nghiệm xem có nấm hay không ấy, thì là siêu âm cũng không có vấn đề gì cả, ở đấy siêu âm cũng không thấy nang của cháu. Thì lần thứ hai là cháu đi khám lại thì cháu chạm đi sang phòng khám 56 thì bác sĩ mới cho xét nghiệm máu và mới cho cháu đi xét nghiệm về tế bào cổ tử cung và hút dịch với lại xét nghiệm elxin ở phòng khám phụ sản trung ương ở phòng khám 56 ạ. Tôi nghĩ rằng bạn quay lại vào bệnh viện phụ sản trung ương để bác sĩ kiểm tra lại. Kiểm tra một bác sĩ thôi, một lần thôi. Và sau khi nếu bác sĩ chưa tìm ra được nguyên nhân, họ phải quay lại lần nữa. Thế là bạn phải đi nhiều lần chứ không phải bạn đi một lần. Đi một lần nhiều khi chưa kiểm tra ra được. Bạn đi hết chỗ này rồi bạn lại sang chỗ kia, thì một bác sĩ này sang bác sĩ khác lại một cái thông tin lại mới để kiểm tra lại. Nên bạn chỉ khám một bác sĩ thôi. Nếu là người ta đã làm xét nghiệm này rồi, người ta không làm xét nghiệm đó nữa và người ta làm đủ xét nghiệm cho bạn để người ta kiểm tra được nguyên nhân. Bạn hiểu ý tôi nói chưa? Dạ. Cháu đến phòng khám và vẫn là cái bác sĩ của lần trước vậy ạ. À, tôi không biết bạn lần trước là lần nào, nhưng bạn cứ vào bệnh viện phụ sản trung ương thì bác sĩ ở đó, các bác sĩ đều rất là có uy tín, và bạn khám ở đó, khám một nơi đấy thôi, đừng đi nhiều nơi, khám một nơi đấy thôi. Và bạn phải xác định là một lần đầu tiên hoàn toàn chưa có thể, có nhiều khi chưa kiểm tra được, bạn phải quay lại đó lần sau. Sau khi một bác sĩ người ta kiểm tra là lần trước họ đã làm xét nghiệm gì rồi, và lần thứ hai này vẫn chưa ra tìm được nguyên nhân, người ta cần làm xét nghiệm gì, người ta sẽ kiểm tra tiếp cho bạn nhé. Vâng, bạn đã có được lời khuyên của bác sĩ rồi, và quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải bố trí thời gian đến thăm khám kiểm tra lại. Ngay bây giờ chúng tôi xin đến với địa chỉ email để đến với câu hỏi tiếp theo. Chào chuyên gia, cháu là nữ, năm nay 25 tuổi. Cháu có chuyện tế nhị muốn hỏi bác sĩ là cháu bị vẩy nến ở vùng kín cách đây khoảng 1 năm. Cháu ngại, chưa đi khám, toàn tự tìm hiểu trên mạng và mua thuốc dùng. Nhưng dùng nhiều không thấy đỡ, cháu rất tự ti về bệnh của mình. Cháu lại đang bị đau dạ dày. Thì thưa bác sĩ, có thể dùng được sản phẩm nào? Vì cháu thấy là bây giờ thì có rất nhiều sản phẩm trên thị trường có thể chữa trị được căn bệnh này. Họ quảng cáo là như thế ạ. Vâng. Cảm ơn bạn đã có hỏi chương trình. Bạn bị vẩy nến và bạn rất là cảm thấy tự tin, là nó có tự ti và lo lắng và không muốn đi khám. Tôi nghĩ rằng bạn đừng lo lắng quá và bạn nên đi khám để xem là chẩn đoán có chính xác là vẩy nến hay không. Nếu là trong trường hợp bệnh vẩy nến, bạn cũng lo lắng là ví dụ sử dụng các cái thuốc ảnh hưởng đến dạ dày, ví dụ như cái thuốc chống viêm làm cho cái tình trạng bệnh tổn thương mới ra, đó có thể là nó sẽ sạch rất là nhanh, nhưng tuy nhiên là có rất nhiều tác dụng phụ, cho nên bạn lo lắng hoàn toàn đúng. Nếu mà lựa chọn các cái thực phẩm chức năng thì tôi nghĩ rằng là một trong những thực phẩm chức năng mà bạn, tôi biết ở trên thị trường, ví dụ như bạn có thể sử dụng những cái sản phẩm mà có thể uống từ bên trong, mà nó hoàn toàn thành phần hoàn toàn từ trong thiên nhiên. Ví dụ như bạn sử dụng kim miễn khang để uống bên trong, như là thành phần cao nhàu, rồi cao sói rừng, rồi thổ phục linh, rồi hoàng bá, rồi bạch thược. Những cái thành phần này nó có thể giúp cho tăng cường khả năng miễn dịch, tăng cường các chức năng giải độc và kháng khuẩn, kháng viêm. Tôi nghĩ rằng là sử dụng uống trong thì rất là an toàn. Bên cạnh đó thì bạn có thể sử dụng các cái sản phẩm phải bôi để bên ngoài để giữ ẩm và làm tác dụng là bong sừng bạt vẩy và ức chế cái sự chết của tế bào, thì bạn có thể sử dụng cái sản phẩm X-Flax với thành phần từ chitosan, rồi phá cố chỉ, rồi ba chạc, rồi lá xoài. Những thành phần này nó hoàn toàn từ trong thiên nhiên và nó cũng rất là an toàn. Tôi nghĩ rằng bạn vừa sử dụng uống trong và sử dụng bôi ngoài thì hiệu quả sẽ cao hơn. Sản phẩm uống là Kim miễn khang. Còn bôi thì là sử dụng X-Flax ạ. À dạ vâng ạ. Vậy là vị thính giả của chúng ta đã có được lời khuyên từ bác sĩ rồi. Đến với câu hỏi tiếp theo. Chào chuyên gia, năm nay tôi 35 tuổi, đã kết hôn được 5 năm. Cách đây 3 tháng tôi phát hiện bị bệnh vẩy nến ở bộ phận sinh dục, vùng da bìu đỏ có vảy và rất ngứa. Điều này khiến tôi rất tự ti nên chuyện vợ chồng của tôi cũng ít hơn. Mặc dù tôi biết rằng là bệnh không lây. Vậy xin hỏi bác sĩ tôi nên điều trị thế nào để có thể chấm dứt được bệnh? Dạ vâng, bạn 35 tuổi bị vẩy nến, bạn thực ra thì
bệnh về nến thì không lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên là nếu là cái việc mà sinh em bé thì hoàn toàn có khả năng, nếu là cả hai bố mẹ cùng về nến thì có khả năng mà thể có khả năng di truyền, hoàn toàn có thể Thứ hai nữa là không lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên là nếu là bạn bị nhiều cái mảng nhiều trên cơ thể thì có thể ảnh hưởng đến mặt tâm lý của bạn tình của mình, có thể gặp phải như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng bạn cũng nên giải thích cho bạn tình của bạn biết là cái việc mà vẩy nến của bạn không có ảnh hưởng và không lây nhiễm qua đường tình dục. Đó là cái điều mà làm cho bạn tình của bạn hoàn toàn yên tâm và tránh ảnh hưởng đến vấn đề quan hệ tình dục. Cái thứ hai là điều trị đối với nến ấy, tôi cũng lời khuyên tôi là bạn nên đi khám bác sĩ da liễu để kiểm tra xem là liệu bạn có phải bị vẩy nến không, hay là bị một cái bệnh lý ngoài da nào khác mà gần giống như vẩy nến. Đó cũng là một cái điều là làm cho bạn quá lo lắng. Tuy nhiên là nếu là bệnh trường hợp như là vẩy nến thì sử dụng các cái thực phẩm chức năng này, tôi biết rằng là một trong trên thị trường có rất nhiều, nhưng mà bạn nên lựa chọn những cái sản phẩm mà được bào chế theo dây chuyền công nghệ hiện đại của dược phẩm. Thứ hai là được phép của Bộ Y tế cho phép lưu hành, thì bạn sử dụng cái sản phẩm mà kim miễn khang để uống trong với những thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên như là sói rừng rồi thổ phục rồi hoàng bá rồi nhũ hương, thì những cái thành phần này nó vừa nâng cao cái khả năng miễn dịch của cơ thể, và thứ hai nữa là nó vừa có tác dụng mà giải độc, vừa có tác dụng chống viêm. Như vậy tôi nghĩ rằng là khi uống trong như vậy nó cũng rất là an toàn. Ngoài ra thì bạn khi tắm thì bạn cũng tránh cái tình trạng mà sử dụng các cái sữa tắm không phù hợp, đặc biệt là những cái hóa chất, và đặc biệt là tránh tắm nước quá nóng, và nhất là mùa đông thì bạn tắm nước quá nóng cũng là một cái điều mà làm cho tình trạng của bạn có tổn thương nặng thêm. Và bạn tránh cái tình trạng là làm cho cái tình trạng vẩy nến của mình muốn sạch, bạn có thể sử dụng các cái khăn mà nó quá không có độ mềm, mà bạn để kỳ cọ tất cả những tổn thương này làm cho tổn thương nó sẽ nặng thêm. Sau khi tắm bằng nước bình thường và tránh tắm nước quá nóng ra thì bạn có thể lau khô cơ thể bằng khăn mềm, và bạn có thể sử dụng những cái kem. Ví dụ như bạn sử dụng X-Flax với những thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên như là chitosan, rồi phá cú chỉ, rồi ba chạc, lá sòi, nó có tác dụng ức chế cái sự chết của tế bào và có tác dụng dưỡng ẩm. Tôi nghĩ rằng cái khi chúng ta sử dụng vừa uống bằng kim miễn khang và bôi ngoài X-Flax thì bao giờ hiệu quả cũng sẽ cao hơn. Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hồng Hải ạ. Thưa quý vị, chúng ta không còn nhiều thời gian cho phần kết nối nữa, và anh Thư xin quay trở lại ngay với đường dây nóng 1900 6255. Alo, lời thì thầm, xin nghe. Mình xin chào chị, mình có ba lời mình muốn hỏi bác sĩ Hải nha chị. Vâng, xin mời anh ạ. Nói chung là mình có vợ cũng được 2 con. Vâng. Nhưng mà bà xã bà ư ra là khí hư đó chị. Dạ. Thì mỗi lần quan hệ cái khí hư nó tước ra rất là nhiều. Vâng. Nhưng mà nói chung là nó hỏng mùi, mà nó không hôi, mà đa số là nó màu trắng đục không. Mà bác sĩ đi khám thì bác sĩ nói là cái này là nó nóng trong người nó tước ra thôi. Vâng. Còn hai bữa lại là nó hết uống thuốc và đặt thuốc nó hết. Là cái vấn đề thứ hai là khi mà nếu mà quan hệ bà xã vậy đó, khi mà mình nút cái âm đạo của bà xã nhiều quá, lỡ mình có nuốt cái đó vô và mình có bị bệnh hoặc là cái gì đó không. Dạ vâng ạ. Rồi cái thứ ba thì mỗi lần nói chung thì một tuần lễ hãy quan hệ thấy là 3 lần 4 lần là mình thấy vậy, như là có nhiều quá không, có nhiều lúc á bà xã không có nhà đó chị. Vâng. Thì nói chung mà em cũng nói chung mà cũng ưa là nói chung mà tự khiêu dâm á. Rồi ạ. Cái đó là mình cũng không biết, nói chung là bà xã bà chỉ thôi. Mà khiêu dâm, nếu mà khiêu dâm vậy như là nó ra nhiều tinh trùng quá là có bị bệnh, có bị ảnh hưởng gì không? Rồi, những câu hỏi đã có, và không biết là bác sĩ Nguyễn Hồng Hải có cần hỏi thêm thông tin gì trước khi cho lời khuyên không? Xin mời anh trò chuyện trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Hồng Hải ạ. Dạ vâng, cảm ơn bạn đã có hỏi chương trình. Bạn đã có vợ và có 2 em bé rồi. Bạn có nói là bà xã thì có khí hư nhiều nhưng mà không mùi, không hôi, màu trắng đục. Tuy nhiên là cách mô tả như vậy, nếu là bình thường là cái khí hư mà có biểu hiện viêm nhiễm thì bao giờ cũng có mùi hôi, đấy là cái đặc trưng. Cái thứ hai là màu sắc sẽ bất thường, không phải là màu trắng, thường có cái màu vàng, màu xanh hoặc là có lẫn máu, thì đấy là những tình trạng biểu hiện khí hư bất thường. Ví dụ như là có mùi hôi và khí hư có màu bất thường, đó là cái biểu hiện của cái cảm quan bên ngoài ấy, có thể nó bị hiện tượng viêm nhiễm. Nhưng muốn biết là cái nguyên nhân viêm nhiễm đó là gì thì bạn phải cần làm xét nghiệm xem là vi khuẩn đó là gì, có nấm nhiễm nấm hay không thì bạn phải cần phải xét nghiệm. Nhưng mà cái mô tả như của bạn không có mùi hôi mà màu trắng đục và khi quan hệ mới có ra nhiều thì tôi nghĩ rằng đó không phải là khí hư và không phải hôi. Tuy nhiên là muốn xác định chính xác cần phải đi khám bác sĩ sản khoa.
Câu hỏi thứ hai bạn có hỏi rằng là bạn nuốt nhiều cái dịch âm đạo của vợ đấy có ảnh hưởng không? Với điều kiện là khi bạn quan hệ bằng miệng và những cái dịch âm đạo của vợ ấy, mà không phải là viêm nhiễm. Còn nếu trong trường hợp viêm nhiễm thì có thể là những, tôi nói ví dụ trong trường hợp viêm nhiễm mà ví dụ như bạn vợ bạn bị nấm chẳng hạn thì hoàn toàn có thể lây nhiễm, hoặc nói chung là các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục mà nếu là vợ mắc mà chồng quan hệ bằng miệng thì hoàn toàn có thể lây nhiễm như bình thường. Câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ ba bạn có hỏi là quan hệ 3 lần một tuần có nhiều quá không? Nếu cả hai đều hoàn toàn đáp ứng bình thường, vui vẻ, hoàn toàn không có gì đáng lo lắng, bởi vì nếu là trong trường hợp tuổi trẻ, nếu mà hỏi mà cái câu hỏi đấy mà hỏi ở những người 60 tuổi, 70 tuổi mà tuần 3 lần thì chắc nhiều quá. Nhưng mà nếu mà trong những người ở những người tuổi trẻ thì hoàn toàn bình thường, nếu cả hai bên đều đáp ứng được không vấn đề gì. Bạn hỏi có hỏi thêm câu hỏi phụ, bạn có hỏi thêm là thủ dâm có ảnh hưởng không? Nếu thủ dâm bình thường không ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí có tốt cho sức khỏe nếu là bạn một cách điều độ. Nhưng nếu bạn sử dụng các cái động tác thủ dâm quá mạnh mẽ, hoặc là quá tác động quá nhiều, hoặc là bạn lạm dụng thủ dâm mà bạn thủ dâm quá nhiều thì chắc chắn ảnh hưởng tới sức khỏe và hoàn toàn không tốt bạn nhé. Nói chung thì một tuần lại thì ngày em thủ dâm là 3 lần tới 4 cái. Đó nó có quá rồi. Một tuần 3 lần cộng với 3 lần mà quan hệ với vợ nó là 6 lần, quá nhiều và chắc chắn ảnh hưởng đến sức khỏe rồi bạn nhé. Vâng, không biết là anh có còn băn khoăn gì nữa không? Nhưng mà tuy nhiên thì trong cái tình huống những câu hỏi của anh thì bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cũng đã giải đáp cụ thể rồi. Mong rằng là anh có thể áp dụng những cái lời khuyên này làm sao để đời sống vợ chồng cũng sẽ luôn luôn có được những cảm xúc tốt nhất. Chuyện yêu ở người mắc bệnh da liễu như vẩy nến sẽ ra sao, hoặc là những câu hỏi liên quan đến sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm sinh lý cũng sẽ được bác sĩ thầy thuốc ưu tú Nguyễn Hồng Hải giải đáp. Câu hỏi đầu tiên mà anh Thư muốn dành cho bác sĩ Nguyễn Hồng Hải. Đầu tiên chúng ta phải nhìn vào vấn đề là căn bệnh vẩy nến này liên quan đến vẻ bề ngoài thẩm mỹ, nên là khi mắc bệnh người bệnh thường rất ngại ngùng, thậm chí là giấu bệnh hay là nghe quảng cáo chỗ này chỗ kia, họ đã tự tìm đến và tự ý điều trị, gây ra những cái hậu quả nặng nề hơn. Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra những cái minh chứng cụ thể hơn cho những cái điều mà anh Thư vừa chia sẻ được không ạ? Chúng ta biết là trước hết là hiểu về bệnh vẩy nến, thì bệnh vẩy nến là một cái tình trạng viêm mãn tính của da do nhiều yếu tố tác động lên và dưới cơ chế bệnh sinh, bao gồm những yếu tố như về gen này, các yếu tố kích hoạt các cái như là vi khuẩn này, virus này, rồi thuốc này, rồi ngay cả cái yếu tố stress chẳng hạn cũng có thể tác động lên tình trạng bệnh ngoài da vẩy nến. Chúng ta biết rằng là hệ miễn dịch thì đóng một cái vai trò rất là quan trọng, đặc biệt là những cái thành các cái lympho T rồi các cái thành phần khác nữa. Tuy nhiên là cái tình trạng vẩy nến là cái tình trạng gây ra cái tình trạng quá sàn với tình trạng rối loạn cái sự phát triển của tế bào sừng, và chiếm tỷ lệ khoảng 2,5% dân số với tỷ lệ cao và như vậy, và ở những vùng thấp hơn như là ví dụ như ở những người như là châu Á, châu Phi, và bệnh ít gây tử vong nhưng có thể nói rằng ảnh hưởng rất là nặng nề đến tâm lý, đến sinh hoạt và đến lao động của người bệnh. Do vậy chúng ta biết rằng là thực ra vẩy nến làm tình trạng bệnh ngoài da với cái tổn thương viêm, và chúng ta nhìn thì chúng ta cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì là những cái tổn thương là những cái rát mỏng và những cái rát đỏ đó, và hai nữa là trên đó thì có phủ bởi cái lớp như là lớp vẩy, và khi chạm vào thì nó bong ra như là vẩy nến. Khi cái tổn thương thì chúng ta nhìn rất là trầm trọng, ngay cả trên da, trên mặt, những cái vùng da hở, và đặc biệt chúng ta nhìn thấy rất là lo lắng liệu cái này có lây hay không. Nhưng thực ra đây là cái tình trạng viêm mãn tính của da, và cái tác động của rất nhiều yếu tố, kể cả stress, nhưng các yếu tố ngay cả những cái tác động của vi khuẩn, virus, rồi đặc biệt là hệ miễn dịch ở đây của cơ thể đóng vai trò rất là quan trọng. Do vậy mà chúng ta thấy rằng là khi gặp phải tình trạng vẩy nến như vậy, có rất nhiều người ta cũng nghĩ rằng là làm thế nào điều trị được nhanh khỏi và khỏi dứt điểm. Tuy nhiên đây chính là một cái sự mong muốn rất là sai lầm, bởi vì vẩy nến là cái tình trạng mà bệnh ngoài da mãn tính, và chúng ta cũng phải điều trị nó, mỗi cái cơn bộc phát nó phải điều trị duy trì, có thể hết đợt này sang đợt khác, người ta nói là điều trị như là cả đời, chứ không phải chúng ta điều trị khỏi hoàn toàn được. Đó mà chính cái điều mà khi chúng ta sử dụng các cái thuốc mà muốn điều trị, mong muốn là điều trị khỏi nhanh, và càng sử dụng các cái thuốc chống viêm, ví dụ corticoid chẳng hạn, thì khỏi tình trạng đỡ rất là nhanh, nhưng mà sau đó tình trạng sẽ bị nặng thêm. Vâng ạ. Như có chia sẻ ban đầu thì do là chúng ta cũng chưa đầy đủ thông tin, nên là thông thường nghe đến bệnh vẩy nến rất là nhiều người có một cái suy nghĩ là tránh, kỳ thị, đúng không thưa bác sĩ? Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra những cái dấu hiệu để mọi người có thể nhận biết rằng như thế nào thì là mắc bệnh vẩy nến, và
liệu là căn bệnh này có đáng sợ, có lây lan như là chúng ta vẫn tưởng tượng không? Chúng ta biết rằng cái tình trạng của bệnh vẩy nến thì với những cái thương tổn đặc biệt nhất là chúng ta gặp là những cái tổn thương mà những cái rát ở da, bởi vì những cái rát đỏ mà có vẩy trắng phủ trên bề mặt và chồng lên nhau và rất dễ bong, thấy giống như giọt nến nên gọi là vẩy nến, với kích thước to nhỏ khác nhau, đường kính từ 1 cho tới 20cm và cái vị trí hay gặp nhất là những khuỷu tay, đầu gối, rồi rìa tóc, rồi những cái ngoài ra những tổn thương ở trên da thì có thể tổn thương ở móng, tổn thương ở khớp. Tuy nhiên là những cái tình trạng của bệnh vẩy nến chúng ta hay gặp nhất là tổn thương ở trên da. Và chúng ta biết rằng là những cái vết bong và những tổn thương, những cái rát đỏ như vậy, người ta khi ta nhìn ta cảm thấy rất là lo lắng rằng là cái tình trạng người ta cảm thấy như là bệnh có thể lây và cảm thấy là rất là nặng và trầm trọng, ngay cả những ảnh hưởng tới cả công việc, công tác của những cái cơ quan. Nếu mà người ta không hiểu rõ về cái tính chất của bệnh vẩy nến thì người ta nghĩ rằng bệnh này có lây lan hay không, nhưng mà thực ra thì đối với nến thì làm tình trạng viêm ở ngoài da và cái tình trạng tổn thương như vậy thì bực kích hoạt với rất nhiều các yếu tố và làm cho bệnh nhân có thể tình trạng bệnh nặng thêm. Tuy rằng là nó không dễ lây như là bác sĩ vừa phân tích, thế còn ở trong trường hợp bạn tình thì sao ạ? Mọi người cũng e ngại rằng là với những người mắc bệnh da liễu mà quan hệ tình dục thì cái đường quan hệ tình dục là một trong những cái đường mà truyền rất nhiều bệnh. Ở căn bệnh này thì sao ạ? Anh Thư nói đến vấn đề là nếu là trong trường hợp mà những cái bệnh lý có thể lây nhiễm qua đường tình dục, HIV rồi các cái bệnh nhiễm khuẩn khác, ví dụ như là lậu cầu chẳng hạn, hoặc là một số bệnh giang mai, thì những cái bệnh đó hoàn toàn có thể lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên là đối với vẩy nến thì đây là bệnh ngoài da viêm mãn tính và nó không ảnh hưởng tới cái việc mà lây nhiễm qua đường tình dục, do vậy mà chúng ta có thể gặp phải những cái bạn thí dụ như là có người yêu mà có vẻ bị vẩy nến chẳng hạn, về khi chúng ta thấy rằng là liệu hôn có thể lây không, hoàn toàn không, quan hệ tình dục có thể lây không, hoàn toàn không. Và đây không hoàn toàn những cái bệnh, ngay cả những cái vết xước tổn thương ở trên da của những người vẩy nến đấy, người ta thấy là cảm thấy nhìn rất là lo lắng, nhưng nói rằng những cái tổn thương qua vết xước như vậy khi tiếp xúc với những người vẩy nến vậy có lây hay không thì cũng hoàn toàn là không lây. Chưa có một cái công bố, có một cái nghiên cứu nào đó về nói rằng là ở những tổn thương ở trên da của bệnh nhân, ở những người vẩy nến mà khi tiếp xúc với da lành chúng ta có thể lây, hoàn toàn không có. Tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn yên tâm. Dạ vâng, hoàn toàn yên tâm. Vâng. Nhưng mà liệu là với quan hệ tình dục thì cái bệnh này nó có gây ra những cái tác động hay là những cái ảnh hưởng nhất định nào không? Thực ra nếu quan hệ tình dục thì nói rằng nếu quan hệ tình dục mà là một bệnh lây nhiễm qua đường tình dục thì không lây nhiễm qua đường tình dục. Nhưng nếu là có hai vợ chồng mà có sinh em bé, mà nếu mà bố cũng có bị vẩy nến, mẹ cũng bị vẩy nến thì cái tình trạng em bé bị vẩy nến phải gặp tới 40%. Nhưng nếu là trong trường hợp mà chỉ có một người bị vẩy nến thì cái tỷ lệ gặp chỉ khoảng 10% thôi. Cho vậy nói rằng quan hệ tình dục hoàn toàn không có lây nhiễm qua bệnh tình dục. Nhưng nếu là sinh em bé mà hai bố mẹ đã bị vẩy nến thì có khả năng di truyền thì cái đó hoàn toàn có. Đó cũng là một cái điều không ai mong muốn đúng không ạ? Vâng ạ. Và đấy cũng là lý do mà chúng ta phải điều trị dứt điểm nếu mà có thể, trước khi mà chúng ta tính tới chuyện con cái. Như bác sĩ có nói là vẩy nến thì nó có thể là nó phát sinh và nó phát bệnh ở nhiều cái nơi vị trí trên cơ thể. Thế nhưng mà trong tình huống là người bệnh lại có vẩy nến ở bộ phận sinh dục thì sao? Không biết là những cái sự cọ sát ấy nó có gây thêm cái tổn hại gì không ạ? Thật ra thì có thể nói rằng cái tổn thương của vẩy nến hay gặp nhất là ví dụ như là da, tổn thương ở móng, tổn thương ở khớp. Tổn thương ở da ở đây chúng ta có thể hay gặp ở những cái vùng tì đè, ví dụ như khuỷu tay chẳng hạn, hoặc là ví dụ như ria tóc chẳng hạn, hoặc vùng đầu chúng ta có thể gặp tổn thương ở đó. Tuy nhiên là những cái tổn thương ở những cái bộ phận sinh dục, tôi nói là ví dụ nếu mà có chẳng hạn thì cái tổn thương đó cũng như chung quan điểm chúng ta nói ban đầu là những cái tổn thương của vẩy nến, của người bệnh bị vẩy nến và khi tiếp xúc trực tiếp áp sát vào trên da của người lành cũng không làm lây nhiễm qua đối với người lành. Qua các cái tài liệu về y học thì chưa có một chứng minh nào để chứng minh rằng là có cái phần mà cái tổn thương vẩy nến ở trên da của người bệnh mà khi tiếp xúc với da người lành mà hoàn toàn có thể lây nhiễm bất kể ở vị trí nào trên cơ thể, hoàn toàn không có. Và ngay cả những cái việc mà vẩy nến có lây nhiễm qua đường tình dục không thì câu trả lời là không, không có lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên nếu là bạn bị các cái bệnh khác mà có thể lo lắng là lây nhiễm qua đường tình dục, ví dụ như là nấm, ví dụ như nhiễm một số khuẩn như là giang mai, ví dụ như là lậu, ví dụ HIV, thì nói chung các cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục thì bạn cần phải bảo vệ bằng cách sử dụng bao cao su. Tuy rằng là nó không lây nhiễm nhưng mà tôi tin rằng là
là nếu mà chúng ta mắc những cái bệnh da liễu, mà cụ thể ở đây là vẩy nến, thì cái tâm lý nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến cái chuyện đấy, đúng không thưa bác sĩ? Và có lẽ là chúng ta không mặc định trong đầu rằng là hạn chế hay tránh làm chuyện đấy vì mắc bệnh, vì sợ lây. Nhưng mà khi mà chúng ta e ngại với cơ thể mình, hay là chúng ta e ngại một phần nào đó với cơ thể của đối tác, thì nó cũng làm mất đi nhiều cái thiện cảm, cái cảm xúc với cả tình dục. Vậy thì xin hỏi bác sĩ Nguyễn Hồng Hải rằng là với những trường hợp mà bị mắc bệnh vẩy nến, cho dù là nó không bị lây truyền như vậy, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng ra sao đến cái tần suất cũng như là cái khả năng sinh hoạt của họ, bao gồm cả yếu tố tác động từ tâm lý? Vâng, tôi nghĩ rằng anh Thư đã nghĩ đến một vấn đề rất là sâu sắc là khi cái tình trạng mà vẩy nến như vậy, khi một người bạn tình bị vẩy nến như vậy, có ảnh hưởng tới cái khả năng tình dục không? Tôi nghĩ rằng một cái khía cạnh nào đó về mặt tâm lý ở một số người chưa hiểu rõ có thể ảnh hưởng. Bởi vì chúng ta biết rằng là thực ra thì vẩy nến nó không ảnh hưởng đến vấn đề tình dục cả. Nhưng mà nếu là những cái tâm lý của đối tác mà có cảm thấy e ngại, mà người ta không hiểu rõ về vẩy nến, và người ta nghĩ rằng khi tiếp xúc với bạn tình của mình vẩy nến, những cái tổn thương vẩy nến nó khi bạn ôm, bạn hôn, rồi bạn tiếp xúc với cái kề cận với cái người thân của mình, cái người thương của mình ấy, thì liệu cái khi quan hệ tình dục có thể gây lây nhiễm hay không? Và chính cái điều đó ảnh hưởng tới tâm lý. Và cái sự ngại ngần của người bị vẩy nến, nếu mà người ta bị tổn thương nó nhiều trên da và cùng tiếp xúc với đối tác của họ, cũng làm một cái phần nào đó có thể ảnh hưởng tới cái mặt tâm lý. Hoàn toàn có thể. Nhưng nếu người ta được giải tỏa tâm lý bằng cách giải thích rằng hoàn toàn bệnh không lây nhiễm, ngay cả khi tiếp xúc ôm hôn rồi quan hệ tình dục, hoặc là áp sát vào những cái tổn thương của vẩy nến đối với người da lành cũng không hoàn toàn không lây, thì tôi nghĩ rằng sau đó tất cả cái sự lo lắng lại được cởi mở, và cái đó phải tùy thuộc vào hai bên đối tác, chứ không còn tùy thuộc vào vẩy nến hay không, mà chúng ta thấy rằng có ảnh hưởng đến tình dục hay không, hoàn toàn không. Dạ vâng. Rồi, không ảnh hưởng đến tình dục, nhưng mà không ai muốn mang một căn bệnh mà nó lại gây sự kỳ thị, hay là nó gây ra những cái trở ngại nhất định về mặt tâm lý. Thế thì hiện nay không biết là chúng ta đang có những cái phương pháp nào để điều trị căn bệnh này thưa bác sĩ? Thực ra trong cái điều trị vẩy nến, người ta cần phải điều trị nhiều bằng các cái, ngay cả bằng các cái thuốc sinh học có cái thành phần mà được tạo ra từ cơ thể sống để sử dụng để phòng và điều trị. Tuy nhiên là một số cái thuốc thì chúng ta thấy rằng là các cái chế phẩm của nó có thể là đắt tiền. Ngoài ra thì người ta còn sử dụng các cái thuốc mà có tác dụng bong sừng, bạt vẩy, và sử dụng các cái kem có tác dụng giữ ẩm. Một phần nữa thì còn sử dụng các cái thuốc từ bên trong, ví dụ như là thức uống từ bên trong để nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Hoặc là sử dụng các cái phương pháp, ví dụ như sử dụng các UVC chẳng hạn, các cái phương pháp điều trị. Hoặc là ví dụ như là người ta còn sử dụng một số loại kem mà có tác dụng dưỡng ẩm, mà tác dụng mà làm sạch các cái tổn thương, ức chế cái sự hình thành các cái việc mà ức chế các cái việc hình thành các cái tế bào chết mà tổn thương ở trên da, ngăn chặn cái quá trình mà viêm mãn tính của trên da mà gây tình trạng mà tăng cường cái tình trạng phản ứng viêm đó. Thì tất cả những cái phương pháp điều trị này người ta có thể áp dụng nhiều cái biện pháp khác nhau, kể cả y học hiện đại và y học cổ truyền. Và người ta có thể thay đổi bằng, ví dụ như là bởi vì cái thời gian điều trị nó dài nên người ta có thể điều trị bằng các thuốc y học hiện đại và phối hợp y học cổ truyền, và xen kẽ giữa các đợt thuốc với nhau điều trị dài ngày. Và làm thế nào đó, ngay cả cái chế độ ăn đó, người ta cũng phải là mà sử dụng cái chế độ ăn là nhiều hoa quả tươi, đặc biệt là cung cấp cái thành phần từ omega 3 có tác dụng rất là tốt, như từ cá hồi hoặc từ một số cá biển, hoặc là một số thành phần từ các cái vitamin cung cấp từ hoa quả tươi, uống đủ nước và một cái tinh thần là thật sự thoải mái để đảm bảo giảm stress chẳng hạn. Thì tất cả những yếu tố này đều giúp cho cái việc mà điều trị nó hiệu quả hơn. Vâng, một trong những nỗi sợ hãi của những người mắc bệnh da liễu đó là những cái việc là điều trị không dứt điểm và sau đó một thời gian nó lại quay trở lại. Và chúng ta thường đặt ra một cái lời giải đáp rất là dễ thấy rằng là do cơ địa này, do là da gọi là khó có thể là gọi là cái da nó khó có thể chữa trị được lành, hay là khó có thể dùng những cái phương pháp đơn thuần để mà cải thiện nó, mà gọi thô hơn là da dữ đấy đúng không ạ? Thú thật là ngày xưa thì tôi cũng thuộc dạng là da dữ, động cái gì một tí là ngứa ngáy, đôi khi cũng sợ lắm bác sĩ ạ. Thì không biết là với những người mắc bệnh vẩy nến thì họ sẽ phải tránh những cái gì để mà nó không gây ảnh hưởng và làm cho bệnh tình của mình trầm trọng hơn?
Đúng rồi, hè chúng ta biết rằng đó cũng chính là điều rất nhiều thính giả quan tâm trong cái việc mà điều trị vẩy nến. Bởi vì là nếu trong trường hợp điều trị vẩy nến thì những cái yếu tố mà có thể làm kích hoạt các cái phản ứng viêm, ví dụ như bạn có thể tắm bằng các cái sữa tắm bằng xà phòng, mấy tinh chất nó quá mạnh, hoặc là bạn sử dụng các cái nước nóng tắm quá độ nóng, nó quá nóng, đó điều là không tốt, ngay cả cái từ cái tắm. Hoặc là chúng ta muốn làm sạch các tổn thương, chúng ta lại trà sát, đặc biệt là những sử dụng các khăn tắm, hoặc là ví dụ như là bằng các đá kỳ chẳng hạn, chúng ta làm sạch cái điều đó cũng làm ảnh hưởng tổn thương nó nặng nề thêm. Hoặc là ví dụ như chế độ ăn mà chúng ta sử dụng quá nhiều các cái gia vị, quá nhiều các ớt, hạt tiêu, rồi ví dụ như là đồ uống có cồn, đặc biệt là thuốc lá và đồ uống có cồn là hai cái loại mà có thể làm cho cái tình trạng đó nặng thêm. Nên tôi nghĩ rằng là một cái tinh thần thực sự thoải mái và tránh tất cả các yếu tố kích thích, ví dụ như là đồ uống có cồn, ví dụ như là thuốc lá, các cái gia vị của cay nóng, cà phê, thì tất cả những yếu tố này có thể làm cho tình trạng vẩy nến nặng thêm. Vâng. Ngoài ra thì cái chế độ tập luyện cũng như là việc chúng ta lựa chọn những cái loại thuốc để bôi phía bên ngoài thì sao thưa bác sĩ? Bởi vì là bây giờ thì chúng ta có rất nhiều phương án lựa chọn, nhưng mà anh Thư thì tin rằng là không phải ai cũng sẽ phù hợp với đủ mọi cách thức như thế. Mà nếu chúng ta đem cơ thể rồi bệnh của mình ra để thử nghiệm thì xem chừng là lại càng nguy hiểm hơn. Thực ra đối với các cái thuốc thì chúng ta nên là tất nhiên là cũng khi điều trị thì cái điều đầu tiên là chúng ta cần đi khám bác sĩ. Dạ. Đối với vẩy nến thì chúng ta cần đi khám đúng bác sĩ chuyên khoa, khám bác sĩ da liễu để xem là cái tình trạng của mình có thực sự là vẩy nến hay không. Bởi vì chúng ta đọc các cái thông tin ở trên mạng so với thực tế là hoàn toàn rất là khác. Bởi vì chúng ta biết rằng là bác sĩ đã phải học thời gian nó rất là dài, ít nhất là trong trường là 6 năm, chưa kể đến những việc học chuyên khoa thì phải đến 8 năm, cũng học 10 năm. Nhưng cho vậy mà chúng ta chỉ đọc cái kiến thức sơ qua ở trên mạng, chúng ta lại điều trị ngay sử dụng thuốc, tôi nghĩ rằng nhiều khi là rất sai lầm và có thể làm tình trạng bệnh nó nặng thêm. Do vậy cái điều đầu tiên chúng ta cần khám bác sĩ da liễu và sử dụng theo đơn của bác sĩ da liễu. Tuy nhiên là một số những cái thực phẩm chức năng có thể giúp cho cái việc mà điều trị của nó tốt hơn, mà chúng ta ưu tiên những cái thành phần nó hoàn toàn từ thiên nhiên. Tôi nghĩ rằng cái điều này làm điều rất là tốt. Một mặt là chúng ta vừa làm sử dụng các cái thuốc bong sừng bạt vẩy nhưng có tác dụng dưỡng ẩm với những thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, và một phần nữa chúng ta sử dụng các cái thuốc mà nâng cao cái khả năng miễn dịch lên và sử dụng các cái thuốc mà hỗ trợ rất là tốt để điều trị, thì tôi nghĩ rằng là các cái thành phần từ thảo dược nó cũng tác dụng nó rất là an toàn và nó cũng đạt được hiệu quả. Vâng. Lựa chọn thì đã có lời khuyên của bác sĩ Nguyễn Hồng Hải rồi. Thưa quý vị, lúc này thì anh Thư muốn chia sẻ một cái câu chuyện nho nhỏ thôi mà bản thân tôi đã từng được chứng kiến tận mắt thưa bác sĩ. Đó là vào cái giai đoạn năm tôi độ khoảng 20 tuổi, thì lần đấy tôi bị dị ứng mỹ phẩm và tôi phải vào viện 108 nằm trong độ khoảng 1 tháng để điều trị. Thì tôi nằm ở khoa da liễu thì phải. Tôi không nhớ chính xác lắm vì cũng khá lâu rồi. Nhưng mà có một cụ bà bị vẩy nến thưa bác sĩ, và cụ bị nặng đến cái mức độ mà mỗi một ngày ở cái dưới giường của cụ những cái phần da nó chốc vẩy ra ấy, nó rụng khắp cả cái giường đó, và người chồng của cụ ông đã phải hàng ngày đi quét nó lại để mà gom, để mà đổ đi. Thế nhưng mà một cụ bà lúc đó là cụ hơn 70 tuổi, gần 80 gì đó, và chắc tôi đoán là chắc là cụ ông một là cũng hơn chút ít, hoặc ít thì cũng phải bằng cụ bà, đúng không ạ? Thì ngày nào cũng chăm chút từng tí một, và mặc dù là nhìn cơ thể cụ, nhìn những cái phần da đó nó vô cùng là đáng sợ thưa bác sĩ. Thì tôi thứ nhất là rất là ngưỡng mộ cái chuyện tình cảm cũng như là cách của ông chăm sóc rồi. Nhưng mà cũng nhân chủ đề này thì anh Thư đặt ra một cái câu hỏi rằng là tại vì tôi có nghe được là cụ còn mắc thêm một số những cái bệnh nữa. Thế nên là nó cũng cản trở trong cái việc là điều trị bệnh vẩy nến. Thế thì ở đây thì tôi muốn tò mò thêm là nếu mà đồng thời chúng ta mắc những cái bệnh như thế nào thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị này. Bởi vì tôi cho là một là thuốc thang nó tác động nó quá nhiều, hay là có những cái loại bổ sung cho bệnh này thì lại gây ảnh hưởng đến bệnh kia. Đúng không ạ? Dạ. Thực ra chúng ta biết rằng là đối với cái điều trị bệnh vẩy nến, anh Thư đã thấy rằng là những cái ca rất là nặng, ví dụ như ở thể đỏ da toàn thân. Thế vậy thì khi sử dụng các cái thuốc mà người ta phối hợp những cái thuốc, một số các cái thuốc điều trị vẩy nến ấy, thì người ta phải lựa chọn những cái thuốc mà ít tác dụng phụ, và thứ hai nữa là
đặc biệt là ở những cái thể ví dụ như thể mảng, thể vừa thì có thể dai dẳng. Tuy nhiên là một số các cái thuốc mà có thể có những tác dụng có thể làm cái tình trạng nó nặng thêm, hoặc là ví dụ như là một số những cái thuốc mà tăng mang tính chất kích thích chẳng hạn thì có thể làm cái quá trình nó nặng thêm, ví dụ như trong cái thời gian điều trị huyết áp, rồi một số các cái thuốc mà có thể là đặc biệt là những cái sữa tắm ấy mà có tính chất là mang tính chất mà nó quá cái tính chất mà nó hóa chất nó quá nhiều ấy, không phải những thành phần từ thảo dược ấy, thì tất cả những cái này có thể làm cho tình trạng vẩy nến nặng thêm. Hoặc là một số cái thuốc về khớp mà ta điều trị các thuốc chống viêm, ví dụ như là sử dụng các cái corticoid chẳng hạn, mà sử dụng sau đó sử dụng thì cái tình trạng vẩy nến nó cũng nhẹ đi thêm, nhưng mà sau cái đợt mà nhẹ đi thêm đó thì cái tình trạng nó sẽ nặng thêm, đặc biệt là những thuốc chống viêm. Do vậy tôi nghĩ rằng là cái điều trị bệnh vẩy nến này, cái điều đầu tiên là chúng ta phải tuyệt đối theo cái đơn của bác sĩ da liễu, và thứ hai nữa, một cái điều nữa chúng ta cần phải lưu tâm là một chế độ ăn vô cùng quan trọng đối với người vẩy nến. Nếu chúng ta mà lạm dụng một số những cái điều mà chúng tôi vừa kể ở trên mà chúng ta vẫn sử dụng thì cái việc điều trị vẩy nến rất là khó khăn. Và phải nói rằng là cứ những người điều trị vẩy nến, ai điều trị vẩy nến ấy, thì mới cảm thấy cái sự lo lắng người ta rất là nhiều. Bởi vì những cái phần da hở, những phần da kín người ta có thể nhìn thấy. Những phần da hở thì có thể khi người ta gặp, có thể công việc người ta ảnh hưởng đến cả công việc ấy. Đúng rồi. Ảnh hưởng rất nhiều, và nhiều người rất rất là nặng chứ không phải là nhẹ. Những cái ca mà chúng ta gặp thấy nó nhẹ thì cảm thấy nó cũng bình thường thôi. Những ca nặng đấy người ta thấy rằng rất là lo lắng. Cho nên là cái việc mà điều trị đấy cần phải cân nhắc, tránh vậy. Người ta có quan điểm là tôi có bệnh thì tôi phải phái tứ phương, không thể phái tứ phương thế được. Và khi điều trị một số cái thuốc mà có thể là có những thành phần chống viêm mà nó có thể thì đỡ đi rất nhanh, nhưng mà sau đó thì tình trạng nó rất là nặng. Và do vậy chúng ta cần phải cân nhắc điều trị để tránh cái tình trạng chúng ta nôn nóng. Và điều trị vẩy nến là người ta có thể nói rằng phải điều trị cả đời, và mỗi một cái đợt nó nhẹ thuyên giảm đi, và sau đó hoàn toàn có thể bị những đợt nặng thêm xen kẽ. Do vậy tôi nghĩ rằng là cái việc xen kẽ giữa các thuốc y học hiện đại với xen kẽ với các thuốc y học cổ truyền bằng cái tác dụng nó ít tác dụng phụ và nó tác dụng dưỡng ẩm và tác dụng nâng cao cái khả năng miễn dịch cơ thể lên, tôi nghĩ đó là cái điều rất là cần thiết để làm giảm cái một số những cái tác dụng phụ của nó. Vâng, không biết là quý vị thính giả đã nhìn thấy nhiều bệnh nhân bị vẩy nến chưa? Bác sĩ Hồng Hải thì chắc là nhìn thấy nhiều rồi đúng không ạ? Còn anh Thư thì nhớ mãi cái câu chuyện của cụ bà mà vừa chia sẻ ạ. Là vì là nó cực kỳ đáng sợ. Tôi cũng không biết tả thế nào nữa, nhưng mà khi mà cả cơ thể của chúng ta cứ cảm giác như là ngày nào cũng như một con rắn ấy, nó cứ lột từng cái vùng da mà nó rất là rộng đúng không thưa bác sĩ? Thì nó cũng sẽ tác động đến chất lượng cuộc sống của chúng ta không hề ít một chút nào. Và đương nhiên cho dù là nó có không lây nhiễm hay nó có không làm cho chúng ta hiểu rõ rằng là nó không gây ra sự nguy hiểm nào đến tính mạng của chúng ta, nhưng mà cái cảm giác bên ngoài ấy, cái này nó là điều rất là khó để mà ngăn cản mọi người là đừng có mà tránh tôi hay e ngại tôi được. Thì ngoài những cái yếu tố là về di truyền hay là do cơ địa đó, thì cái bệnh căn bệnh vẩy nến này nó còn có thể bắt nguồn từ những cái nguyên nhân nào khác thưa bác sĩ? Thực ra thì nói là bệnh vẩy nến, nguyên nhân của bệnh vẩy nến là gì thì cho tới hiện tại là nói rằng xác định nguyên nhân người ta chưa xác định được nguyên nhân. Thì người ta có thể nhiều yếu tố tác động lên, có thể yếu tố về gen và cái yếu tố vi khuẩn, yếu tố virus và cái yếu tố di truyền. Như tôi nói về trên là yếu tố di truyền đấy có thể gặp tới là bố mà bị vẩy nến thì có thể gặp tới khoảng độ 10% đứa con sinh ra bị vẩy nến. Nhưng nếu cả bố cả mẹ bị vẩy nến thì có thể gặp cho tới 40% những em bé sinh ra có thể bị vẩy nến. Tuy nhiên là cái tình trạng đó có thể tác động vào nhiều yếu tố khác, ví dụ như yếu tố về gen, rồi các yếu tố và cái bệnh lý về vi khuẩn, virus và những cái tổn thương. Và sau một cái đợt tổn thương đó thì cái tình trạng vẩy nến nó có thể bùng phát lên. Còn là nói rằng là nguyên nhân, chỉ ra nguyên nhân chính xác đó thì người ta cũng chưa tìm thấy nguyên nhân, mà người ta thấy các cái yếu tố đó có thể là thuận lợi cho cái tình trạng vẩy nến. Vâng, và cái tình trạng của những người, đặc biệt là chị em phụ nữ mà mắc vẩy nến hiện nay, với những người mà bác sĩ được tiếp xúc hàng ngày ấy, thì bác sĩ thấy là cái mật độ nó có nhiều không ạ? Nó đang ở chiều hướng là gia tăng hay là giảm? Thực ra cái tình trạng vẩy nến ấy thì phải nói rằng là ở chị em phụ nữ cũng như là nam giới, ta thấy rằng là có thể mắc tình trạng vẩy nến. Tuy nhiên là cái mức độ nặng nhẹ của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Có những người có thể duy trì ở một cái bộ phận mà một cái phần rất là nhỏ ở trên cơ thể thôi. Ví dụ như ở ria tóc, ở má, hoặc những cái phần rất nhỏ và người ta hoàn toàn có thể nói rằng sinh hoạt hoàn toàn bình thường.
Tuy nhiên ở những cái người có thể bị rất là nặng với những cái thể mảng, những mảng rất là rộng, hoặc ở những người thể đỏ da toàn thân, hoặc những thể một số thể rất là nặng đã bị rất là nhiều. Và thế cái này cũng phải tùy thuộc theo tình trạng của mỗi một người. Nhưng nếu mà những người biết chăm sóc tốt, biết những người sử dụng các thuốc đúng với chỉ định của bác sĩ, đảm bảo một chế độ ăn, chế độ sinh hoạt hợp lý, thì tất cả những người này cái việc tầm soát, kiểm soát nó sẽ ổn hơn là những người mà nếu chúng ta không biết cái cách, cái duy trì chế độ ăn, chế độ sinh hoạt cũng như chế độ dùng thuốc để chúng ta khống chế nó thì tình trạng sẽ nặng hơn. Do là theo những chương trình mà anh Thư đã từng làm, rồi là những cái thông tin về các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, rồi các cái bệnh phụ khoa của chị em ấy, thì nó cũng được tác động bởi nhiều cái yếu tố đời sống, thành thử là xem chừng là nó đang có cái chiều hướng gia tăng những căn bệnh đó. Thế thì với căn bệnh da liễu mà cụ thể là vẩy nến ở đây, thì với cái thông tin mà bác sĩ đưa ra thì chắc là chúng ta cũng cần phải cẩn trọng. Tuy là hiện nay nó chưa phải là có những cái vùng dịch hay là có những cái đợt mà bùng phát lên, nhưng mà tất nhiên là khi mà chúng ta rơi vào tình huống đó thì chúng ta mới thấy rằng là nó tác động ra sao đến cuộc sống của mình. Vậy thì một cái lời khuyên dành cho những thính giả đang nghe lời thì thầm, làm sao để mà chúng ta không bao giờ bị rơi vào tình huống là bị vẩy nến, thì bác sĩ sẽ nói gì với họ đấy ạ? Thật ra tôi nói rằng tôi cũng không thể có lời khuyên để nói là không bao giờ bị vẩy nến, vì chúng ta không biết được chính xác nguyên nhân. Do vậy tôi nghĩ rằng một những cái yếu tố mà giúp cho cái tình trạng vẩy nến nó sẽ nhẹ hơn, hoặc phải nói rằng là cái tình trạng nói chung, các bệnh tật nói chung ấy, để nó tốt hơn, thì cái điều đầu tiên là chúng ta nên duy trì khám định kỳ để chúng ta tầm soát bệnh lý sớm và sớm có phương pháp điều trị đúng, chính xác theo đơn của bác sĩ. Một điều thứ hai là chúng ta nên điều chỉnh một chế độ ăn, một chế độ sinh hoạt một cách khoa học, tránh cái tình trạng mà sử dụng quá nhiều những cái đồ uống có cồn, hoặc là những cái chất kích thích chẳng hạn, hoặc ví dụ như là thuốc lá chẳng hạn, thì chúng ta nói không với thuốc lá. Một cái điều thứ ba nữa là một tinh thần vô cùng thoải mái và lạc quan. Chúng ta biết rằng nếu là một người mà lúc nào cũng cảm thấy ủ rũ và cảm thấy chán chường sẽ khác hẳn với một người có tinh thần lạc quan, luôn luôn phải vươn lên ngay cả lúc khó khăn, thì những cái việc đó, thần thái, người ta nói thần thái của người ta hoàn toàn khác. Còn nếu một người lúc nào ủ rũ mà cảm thấy kém ý chí thì sẽ hoàn toàn nó thiếu đi sự lạc quan, thì tất cả bệnh tật cũng sẽ khó điều trị hơn. Và một điều vô cùng quan trọng đó là một chế độ cái tập luyện, bởi vì tập luyện mang lại sức khỏe cho con người rất tốt, mang lại sự dẻo dai, sự bền bỉ cho mỗi con người. Và tất nhiên không thể nói rằng ai cũng phải chính xác phải tập một bộ môn ý. Ví dụ như là nếu tôi đi tập gym, tôi bảo người khác nhất định phải đi tập gym, hoàn toàn không phải vậy. Hoặc có thể tập aerobic, hoặc là ví dụ như bạn ấy có thể đi bộ, hoặc là ví dụ như có thể đi bơi, hoặc là có thể tập yoga, thậm chí là có thể tập luyện khí công. Trong luyện khí công vô cùng hay đấy ạ. Cái luyện khí công trong đó có cả luyện tập mà về xương khớp, và có cả luyện thở, và có cả luyện ý nữa. Cho nên là chắc luyện tập khí công cũng là rất là tốt. Cho nên là lựa chọn cho mình một cái phương pháp luyện tập phù hợp, duy trì cân nặng lý tưởng, thì tôi nghĩ đó cũng là một điều rất là quan trọng để giữ gìn sức khỏe nói chung, và trong đó có bệnh vẩy nến. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hồng Hải rất nhiều. Và đương nhiên rồi, nhất là chị em chúng ta thì hy vọng là quý vị cũng sẽ luôn luôn có được một làn da trơn láng, sạch sẽ, đúng không ạ? Sạch mụn nhìn nó cũng mát mắt rồi. Chứ còn bây giờ mà có bệnh, nhất là bệnh vẩy nến ấy, thì buồn lắm. Và trước khi chúng ta bước sang phần 2 thì mời quý vị cùng với chuyên gia sẽ thư giãn ít phút với một ca khúc mang tên Như Những Phút Ban Đầu, với phần trình bày của Hoài Lâm.